Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Đam Mê Cá Vàng đây. Lâu rồi thì mình mới làm video lại. Đam Mê Cá Vàng chân thành cảm ơn các bạn. Trong khoảng thời gian vừa qua, dù là mình bận quá không có ra video được, nhưng mà các bạn vẫn ủng hộ và theo dõi Đam Mê Cá Vàng. Từ khi Đam Mê Cá Vàng lên Hồ Chí Minh thì mình khá là bận luôn, nên là việc tư vấn các bạn qua tin nhắn sẽ bị trễ, các bạn cho mình xin lỗi nha. Nhưng mà trên các kênh của Đam Mê Cá Vàng mình đều có để số hotline. Các bạn có thể liên hệ qua số hotline khi mà khẩn cấp nha. Đó là số hotline 0869 242 393. Bây giờ thì mình sẽ xem tiếp video nha. Hôm nay là một chủ đề mà cách đây 2 năm từ khi kênh Đam Mê Cá Vàng được thành lập thì mình đã có giới thiệu sơ qua rồi, nhưng mà chưa có một video thực sự nào chi tiết về vấn đề này cả. Và cũng nhờ hai cách trị bệnh này, cũng nhờ về chủ đề này mà Đam Mê Cá Vàng được nhiều các bạn biết đến hơn. Đó là về nguyên nhân bệnh chổng lật ngược và nổi lên của cá vàng và cách trị từ Nhật Bản. Đầu tiên thì mình sẽ phân biệt triệu chứng của ba căn bệnh chổng lật và nổi của cá vàng nhé. Bệnh chổng thì cá nó sẽ chổng đuôi lên như thế này. Cá thường là sẽ ở dưới đáy nhưng mà đầu thì trút xuống dưới. Lúc bơi thì cũng giữ một tư thế rất là kỳ lạ, đó là đầu nó cũng cứ trút xuống dưới mà bơi. Bệnh lật ngửa lên có nghĩa là tức là cá nó sẽ lật ngửa bụng lên trời. Và thứ ba đó là thói quen nổi lên của cá, tức là cá lúc nào nó cũng nổi gần mặt nước, và nó có bơi thì cũng bơi gần mặt nước, có lặn xuống thì nó cũng lặn xuống và nó sẽ nổi lên ngay. Tiếp theo thì mình sẽ nói về nguyên nhân của bệnh chổng lật và nổi lên của cá vàng. Trừ khi những chú cá có vấn đề về túi khí và hoặc là nội tạng thì có vấn đề về thể chất, có nghĩa là về cơ thể, về bề ngoài của cá cũng là một nguyên nhân chính. Đặc biệt đối với những chú cá có vị trí bám đuôi cao, tức là khúc nối của đuôi và thân cao, và những chú cá có đuôi diệt ngang thì cái sự cân bằng của vị trí đuôi và vị trí túi nổi nó sẽ không có sự cân bằng tốt. Trong môi trường mà có dòng nước mạnh khi mà do đuôi dễ bung ra nên là nó sẽ phá vỡ sự cân bằng bởi dòng nước, do dòng nước đập vào đuôi. Khi như vậy nó sẽ gây cho cá bị chổng. Có nghĩa là nó đầu chút xuống thôi, nó chưa tới mức là lật ngược lại. Với những chú cá mà có thói quen hay là lật ngửa bụng á, thì vào những ngày trời mưa nè, hoặc là những ngày có nhiệt độ thấp, những ngày có biến đổi khí hậu, hoặc là những ngày có biến đổi nhiệt độ lớn, thì vào những ngày như vậy, nói tóm lại là vào những ngày có sự thay đổi lớn về nhiệt độ nè, thay đổi lớn về thời tiết khiến cho nhiệt độ có sự biến đổi lớn, những ngày như vậy thì các bạn nên giảm thức ăn hoặc tạm thời không cho cá ăn thì sẽ tốt hơn. Có những chú cá bị tổn thương túi khí mà không liên quan đến vấn đề thời tiết, đó là những bé bị tổn thương nội tạng. Như vậy thì bạn phải xác định là những bé có cái túi khí và nội tạng bị tổn thương như vậy thì cái việc điều trị của nó là rất là khó và có thể nó là không thể. Là do thức ăn đi vào ruột cá ép bong bóng làm thay đổi vị trí của bong bóng, dẫn đến việc cá bị lật ngửa lên. Đây cũng là một nguyên nhân rất là lớn và nghiêm trọng trong việc quản lý cá. Có rất là nhiều trường hợp các bạn mới mua cá về và các bạn thấy là cá nó bị lật ngửa lại, đó là do cách quản lý thức ăn và hồ cá của chủ shop trước đây không tốt, và điều đó nó đã kéo dài một thời gian quá lâu, làm cho túi khí bị thay đổi vị trí và nó không có bình phục được. Mình đã thử với nhiều môi trường, nhiều loại thuốc khác nhau đến nhiều loại thức ăn khác nhau, thì mình nhận ra rằng với những chú cá mà chưa đến 1 năm tuổi, khi mà bị chổng á, bị bệnh chổng thì mình có thể ngưng cho ăn là tăng nhiệt độ lên đến 25 độ, hoặc là cho ăn thức ăn ca cao thì nó sẽ có hiệu quả rất là nhiều trong việc mà thải phân tích tụ ra ngoài. Và mình cũng nhận ra rằng đối với những chú cá mà trên 2 năm tuổi á, thì rất là khó phục hồi, do là cái bệnh đó đã trở thành thói quen rồi nên là việc phục hồi phải nói rất là khó. Về nguyên nhân của bệnh lật ngửa thì nó có nhiều nguyên nhân lắm, như là không khí động lại trong ruột nè, do thức ăn có quá nhiều thành phần dầu, do trong ruột nảy sinh bọt, và do cơ thể cá bị yếu, do thay đổi nhiệt độ nước nè, do cái túi khí bị tổn hại, rối loạn thần kinh. Có một điều nữa mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, đó là về cái việc rối loạn thần kinh của cá. Khi mà các bạn chụp ảnh cá
Các bạn chụp với đèn flash với cự ly gần thì cũng phải cẩn thận, bởi vì khi mà chụp như vậy á thì nó cũng làm cho cá dễ bị rối loạn thần kinh và dễ cá dễ bị bệnh chổng. Bệnh lật ngửa thường xảy ra với những chú cá có thân hình tròn, vậy nên là bạn phải chú ý trong cách cho ăn. Với những cái chú cá thân hình tròn á, khi mà tròn 1 năm tuổi á, thì các bạn đừng có cho ăn quá nhiều và đừng có nôn nóng trong cái việc là làm sao cho cá thật to, thật lớn, thật tròn, thật dễ thương. Bởi vì đặc trưng của cá vàng là nó dễ thương, nó tròn, nó mập. Nhưng và có khá là nhiều bạn nhắn tin đến Đam Mê Cá Vàng hỏi là làm sao để cho cá được mau lớn, cho cá ăn gì để cá mau lớn, to, tròn. Thật ra với kinh nghiệm của mình á, mình nghĩ rằng tốt nhất là cá được phát triển một cách tự nhiên. Các bạn đừng có nôn nóng quá trong cái việc mà cho cá ăn quá nhiều với một mong muốn rằng phải thúc cho cá lớn, to. Bởi vì khi mà cá ăn quá nhiều, cá không có tiêu hóa được thì cá sẽ dễ dẫn đến bệnh lật, bệnh chổng. Và đây là một căn bệnh rất là dễ xảy ra với cá vàng, với những chú cá ăn nhiều bị khó tiêu. Và khi mà cá bị bệnh khó tiêu rồi, một khi mà cá bị lật ngửa lại thì rất là khó điều trị. Nên là bạn phải chú ý trong việc này. Và mình cũng muốn giải thích với các bạn luôn là cái việc trưởng thành của cá có mau lớn hay không nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Nó phụ thuộc vào môi trường nuôi nè, nó phụ thuộc vào khoảng không gian nuôi nè, vào gen của cá, vào thức ăn, vào rất là nhiều. Nên là phải nhiều cái yếu tố đó nó tổng hợp lại thì cá nó mới có thể mau lớn được. Nên các bạn đừng quá trông chờ vào một yếu tố mà bỏ rơi những yếu tố thành phần còn lại thì cũng không có tốt cho cá. Về cái bệnh này á thì nó sẽ không có phân biệt giống nào cả, có nghĩa nó không có phân biệt là con mái hay con trống. Nhưng mà những cái con mái á thì nó sẽ dễ bị bệnh hơn là những con trống. Nguyên nhân á là do cá mái nó ôm trứng vào mùa sinh sản, và có rất là nhiều trường hợp cá mái bị tắc trứng và lật ngửa lại, nó sẽ bị tắc vòi trứng dẫn đến chết, nên là các bạn cần phải chú ý một chút xíu. Trong mùa sinh sản á, để cho con cá không bị yếu đi và thì bạn nên để một con trống vào để cho động viên cho cá mái đẻ. Nếu mà cá trống không dí á, cái trống không sung không dí á, thì bạn có thể dùng tay để mà bóp nhẹ bụng con mái để cho nó ra trứng. Nhưng mà điều này nó cũng nguy hiểm nha, là bởi vì nếu mà bạn không có biết cách bóp bụng của cá thì nó cũng là một cách gián tiếp làm ảnh hưởng đến cái nội tạng của cá. Do đó thì mình khuyên các bạn là các bạn hãy xem video mình đã từng làm, đó là cách cho cá đẻ, vì trong đây mình cũng dùng cách này để cho cá mái xả trứng, để cá mái tránh tắc trứng. Cuối cùng đó là một phần mà mình rất là muốn chia sẻ với các bạn, đó là về cách điều trị. Về cách điều trị bệnh lật ngửa, nổi rồi chổng của cá vàng á, thì mình chia ra làm nhiều cách điều trị với các trường hợp khác nhau. Cụ thể thì mình sẽ chia ra làm hai trường hợp để chữa trị, đó là cá vàng mới bị bệnh và cá vàng đã bị bệnh trong một thời gian dài. Mới bị ở đây tức là trong vòng 2-3 ngày đổ lại, còn lại là trường hợp mình phân vào trường hợp bệnh lâu dài. Đầu tiên với trường hợp mới bị thì khi nhận ra cái trường hợp cá đột ngột bị lật ngửa, tức là có nhiều trường hợp sáng các bạn vẫn thấy nó bình thường nhưng mà sau khi cho ăn xong thì các bạn thấy là cá lật ngược lại, lật ngửa bụng lên chẳng hạn. Thì đối với cái trường hợp như vậy á, cách điều trị á là bạn sẽ tách riêng ra và tiến hành ngâm muối với nồng độ là 0,5%, tức là 5g muối cho 1 lít nước và thêm một trái ớt và không cho ăn. Với cách làm này á thì cái trái ớt đó các bạn có thể cắt ra vài lát ớt mỏng mỏng hoặc là một trái ớt đã cắt đầu. Cái hơi cay của ớt á, nó sẽ làm cho khí của ruột cá thoát ra ngoài. Và đây là một cách rất là hay mà mình biết được từ khi mới bắt đầu nuôi cá vàng. Cách này xuất phát từ một bác nuôi cá vàng ở Nhật Bản. Bác đã chia sẻ như vậy. Và cách đây 3 năm mình cũng đã có chia sẻ một clip thực hiện của một bạn người Nhật thực hiện ngâm cá với muối và ớt, và cũng có tác dụng rất là tốt. Và mình cũng đã chia sẻ với các bạn người Việt Nam, hầu hết các bạn đều thực hiện được. Có một số ít trường hợp các bạn không thành công. Với các trường hợp mà không thành công thì bản thân mình nhận ra nó nằm ở trường hợp số 2.
Sau đây thì mình sẽ chia sẻ ba video về cách chữa bệnh lật ngửa của cá vàng bằng muối và ớt mà các bạn Nhật Bản và Việt Nam đã áp dụng. Video này thì cũng khá lâu rồi hen, nó từ năm 2016. Đây là một hiện trạng của cá lúc mà bị chổng lúc đó. Thì hiện là chú cá đang ở trong một túi ni lông khoảng 1 lít nước và nhiệt độ là 9 độ. Bạn này giải thích rằng bởi vì nhiệt độ thấp dẫn đến cá bị khó tiêu, ga tích tụ và cá lật ngửa lên. Khoảng 2 tiếng sau khi mà nhiệt độ thành 25 độ rồi á, thì cá nó bắt đầu bơi, nó cứ định lao người xuống thì liền bị nổi lên. Khoảng 4 tiếng sau thì thời gian cá chìm xuống, kiểu như là lao đầu xuống dưới càng dài ra, nghĩa là cá thường xuyên bơi xuống nhiều hơn. Lúc này thì cá vẫn còn chổng và không di chuyển. Nhưng mà sau đó thì chổng khoảng 4 tiếng sau, tức là 8 giờ tối thì cá đã khỏe và việc điều trị kết thúc. Thì các bạn thấy tác dụng của việc ngâm muối và ớt ha. Sau đó thì bạn chỉ cần cho nhịn ăn từ 3 đến 7 ngày và tiếp tục ngâm muối. Có nghĩa là bạn ngâm muối như vậy và cho nhịn ăn từ 3 đến 7 ngày. Ớt thì hôm sau bạn có thể lấy ra, chứ bạn không cần, có nghĩa là khi mà kết thúc điều trị rồi á, khi mà thấy cá bình phục rồi thì bạn có thể lấy ớt ra và không cần tiếp tục điều trị bằng ớt nữa, chỉ cần ngâm bằng muối thôi. Và bạn cũng đừng có cho ăn gì cả, và các bạn cũng không có cho ăn cám và bèo luôn. Ngày hôm sau nữa thì thấy là cá đã khỏe hơn, bơi lội tung tăng hơn và không còn chổng nữa. Và lúc này thì chủ nhân đã di chuyển bé đến một hồ cá khác 40cm. Ở hồ này thì chủ nhân của chú cá này vẫn ngâm muối với nồng độ là 0,5%. Mình nghĩ rằng chủ nhân này đã biết nhầm, tức là với hồ 4cm thì phải để vào khoảng 5 muỗng canh muối và để nhiệt độ 25 độ C và mở sủi. Tiếp theo là một ví dụ đã điển hình của một bạn người Nhật cũng đã chia sẻ cách ngâm cá với lại muối và ớt để mà trị bệnh chổng. Thank you.
Và tiếp theo cuối cùng là một video được thực hiện ở Việt Nam cách đây 2 năm. Đam mê cá vàng có hỗ trợ một bạn chữa bệnh chổng ngược cho cá vàng, và bạn này đã quay lại quá trình hỗ trợ chữa bệnh và chụp hình cá trong lúc chữa trị. Bạn cũng đã thành công sau một buổi tối ngâm cá với lại muối và ớt. Và mình quan sát rằng với các trường hợp mà có thể thành công trong cách điều trị ngâm cá với muối và ớt á, là bởi vì đó là cá mới bị, vừa mới bị trong thời gian ngắn, và nguyên nhân đó là cá bị khó tiêu là do thức ăn, là do cho ăn quá nhiều. Tiếp theo là đối với trường hợp là cá đã bị trong thời gian quá dài, quá lâu, cá bị tổn thương nội tạng bởi tổn thương túi khí, thì đối với trường hợp này thì mình sẽ thực hiện như sau, là mình sẽ tách cá ra riêng và không có ngâm muối với ớt gì hết và cũng không có cho ăn, bởi vì khi mình cho ăn á thì khả năng rất là cao cá sẽ bị tổn thương nội tạng tiếp. Với cái trường hợp như vậy á, đầu tiên các bạn nên xác định trước rằng cái thời gian bạn điều trị và trong quá trình điều trị nó sẽ rất là vất vả và mất rất là nhiều thời gian. Với cá mà bị quá lâu á, hoặc là các bạn làm cách nào cũng không hết á, cá bị tổn thương nội tạng, thì các bạn hãy ngâm cá với dung dịch cacao và cho cá ăn thức ăn bằng cacao tự làm. Cacao nó có tác dụng rất là hiệu quả trong các trường hợp là bị cá bị rối loạn bài tiết từ hệ tiêu hóa. Về tác dụng của cacao á, mình cũng làm một video rất là hoàn chỉnh về cacao rồi, thì các bạn có thể xem video ở phía tay phải ở phía trên ha. Và cacao nó cũng không có một tác dụng xấu trực tiếp và gián tiếp nào đối với cơ thể của cá, bên trong và ngoài của cá hết, nên là bạn hoàn toàn có thể an tâm. Thức ăn làm bằng cacao rất là dễ, bạn chỉ cần nhào ít cacao vào nước, vo thành những viên nhỏ và mỗi ngày cho ăn khoảng 3 lần, một lần là khoảng từ 2-3 viên vào miệng là đủ. Ở thời gian đầu thì có thể là cá chưa có quen với việc ăn cacao đâu, nên là các bạn hãy đút cho cá ăn cacao. Mình cũng có một cái video clip của một chủ nhân đã cho cá ăn bằng cacao và đút cá ăn bằng thức ăn cacao. Và nếu mà bạn không có thời gian làm thức ăn, bạn cảm thấy cách này phiền phức, các bạn có thể ngâm cacao với nồng độ là 0,02%, tức là 2 muỗng dâu cacao trên 1 lít nước. Bạn cứ duy trì trạng thái ngâm như vậy, ngâm bằng cacao và cho ăn cacao. Bạn phải lưu ý là bạn phải có sủi oxy 24/24, bởi vì khi bạn ngâm cacao thì nó sẽ bị mất oxy, trong nước sẽ bị mất oxy, bị thiếu oxy, do đó bạn phải có sủi oxy cho cá. Và bởi vì cacao nó là chất có thể thải độc của cá ra ngoài và từ từ tự chữa lành vết thương nội tạng tự nhiên, do đó khi bạn dùng cacao để chữa bệnh nội tạng cho cá, nó cũng có khả năng được hồi phục. Và khi mà bạn ngâm cacao thì bạn cũng không cần cho cá ăn hoặc là không có lo cá bị đói gì cả, bởi vì do cacao nó là chất dinh dưỡng và nên là cá nó có thể hấp thụ được, do đó bạn không cần phải lo cá bị đói mà có thể ngâm cacao điều trị trong một thời gian dài. Thank you.
Vậy là mình đã chia sẻ xong về bệnh chổng lợt và nổi của cá vàng và cách điều trị bệnh từ Nhật Bản. Mình hy vọng rằng chia sẻ này của mình sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức trong việc nuôi cá vàng nhé. Các bạn đừng quên là nhấn nút subscribe và nút chuông để nhận thông báo khi Đam Mê Cá Vàng có video mới nha. Để mua các sản phẩm về thức ăn và chăm sóc cá vàng, các bạn có thể mua hàng tại Shopee với từ khóa Đam Mê Cá Vàng, các bạn có thể tìm thấy shop. Cảm ơn các bạn đã xem cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.